chơi chị mấy lần mẹ sách cầm chơi rồi ăn bằng dài đâu rồi mẹ ra được một cái gì. Hello mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của hai chị em mình, à đây video đầu tiên của hai chị em mình thôi. Thì Linh với mình vừa nghĩ ra một cái ý tưởng là bộ thì nó vừa, mày thấy bộ nó vừa để quần áo kia chuẩn bị đi tắm đúng không? Đúng rồi. Thì Linh nó bảo là Linh nó bảo lấy con xịt của bộ lau mồm. Nope. Không, không phải. Linh nó bảo là lấy ớt để bôi vào con xịt của bộ để tí nữa cho chìm của bộ nó sưng lên. Sưng lên. Hay ho nhưng mà đấy anh em ạ, Linh này là thích bộ lắm rồi. Thì có ở đây có anh em nào mà muốn đẩy thiện cho Linh bộ không thì comment vào để chúng tôi biết nhé. Thì đây bây giờ ý tưởng là như vậy, diễn biến như nào thì mọi người chào nó nhá. Bây giờ đi. Đi. Ấy, mình đi. Thằng này nó như kiểu nó chỉ là 7 ngày nó thay con xịt một lần ấy. Trùng tinh. À, nó tinh trùng á? Đây. Nhưng mà mày thích, mày ơi, mày yêu nó mà mày lại làm đây, cái đồ. Bây giờ nhá, quả này chị cắt sẵn từ lúc ấy rồi thì bây giờ em sát lên thôi. Tí cho nó sực mạnh nó dán lên để mình biết sao lấy hơn, bởi vì để cho nó sợ em thì sau nhá, nó mới không dám cãi em. À thế à? Nhà nó phải có lóc đúng không? Nhưng mà biết là nó yêu mày không? Không yêu cũng phải yêu. À thế à? Đây chị ạ. Nhưng mà mày làm nó sót lại nó cứt nó yêu mày. Nó mà không yêu em còn làm nữa. Ừ, mua hẳn 1 cân bôi à? Mạnh vào. Đây lỗ ít rồi. Để lỗ ít rồi. Đấy, nó đấy, nó. Đấy là đầu này. Em chưa mặc quần xịt con trai bao giờ. Đấy, bôi đấy. Mạnh vào. Bôi mồm trà nữa, cái mồm trà anh nữa. Còn thầm thật mẹ yêu bộ đéo gì bôi đi, người đi người bôi. Đấy hạt này. Hạt này mọi người ơi. Sau tí rũi hạt đi là nó vẫn cay mà bị mẹ lần trước á. Con chó Nam này đấy. Nó chơi chị mấy lần mẹ sách chơi. Chị mấy lần sát thật cả bướm. Chơi gì mà chơi. Mấy lần ông chả sát này vào. Ủa thì bây giờ mày lấy quần áo cho nó đi tắm thì không mày treo đấy nó sợ nó lấy quần áo nhầm của anh ăn cứt. Mày lấy hẳn quan tâm các thứ đi. Du du hạt đi chưa? Du rồi. Anh bộ ơi, anh thôi được lấy cái quần mấy cái ấy thôi chứ. Ủa cái bộ lại ướt. Bộ đang ướt. Lấy mỗi quần mấy quần xí thôi được không? Được rồi. Nó ở trần mà. Mày bê mày vào phòng mày bảo thôi anh bộ đi tắm gì tí đi đến này em có ăn nhận cơm đó thế. Không, tắm nhanh em còn tắm. Hả? Ừ tắm nhanh em còn tắm. Mày vào nói. Nói gì nhá. Anh bộ ơi. Vào luôn rồi ngã. Lại. Nếu mày bảo như cờ rút là này. Này, anh cả đồ này. Này. Anh mày có chân tay mà sao dùng mày đừng mặc thế. Mày mắc khẩu trang mà mặc thế. Không. Thế này. Này, mày mặc cho nó mặc dài. 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 Mặc khẩu trang đi cho nó bỏng dài. Tắm đi em rồi. Tắm đi em. Để đây anh nó vào tắm vào đi. Và xả nước cho anh nó. Ngại rồi, Linh ngại rồi. Tắm. Thế thôi, tắm đi, Linh đi ra cho. À, hay là chúng mày tắm với nhau đi. Ừ. Mày tắm nước nóng thì con ấy thì tắm nước lạnh. Xong nên là xong rồi nhưng mà lại hộ người khác nhé. Ừ, mày đi. Đi được không? Thôi đi ra cho tắm đi. Mày còn tắm rồi mày. Còn tắm thì không lại còn dọa tinh thần nó. Đủ. Ồ. Không phải quay đâu. Chẳng qua là nó thích mày thì nó mới thể hiện tình cảm như thế thôi. Lần này là lần đầu tiên rồi, lần cuối cùng. Lần sau đừng đúng rồi. Đi bầu đi. Đi nào đi. Ừ, cửa ai cũng tận dụng. Lần đầu cũng như là xem phim sách à? Nhiều
Thế con Linh nó vừa gửi cho mày video là ấy cái gì giỏi nhỉ? Nó đi tắm rồi. Nó đi tắm rồi bê mà nhảy mẹ vào tắm cùng nó. Thì có cửa khóa thôi. Hả? Cửa khóa. Không có khóa cửa đấy, không có khóa. Từ từ để nó cởi đấy. Ừ. Nó cởi thì nó không đóng được, nó không nhanh được. Được. Nhìn cái đó, có cái gì thì tìm sao đi nữa. Mày cả ông Linh đi, không phải ai nó quan tâm thế đâu. Mày có ngoài sửa nước này gì không ấy? Đây, sửa nước gì? Nước sạch mới lắm đây. Tao sợ nước này nó vội ra không mẹ có. Kia mà mới họ tao có nước sạch hơn chị ơi. Sao mày? Sao? Sao? Sao mày không có nước gì quan tâm đi? Đi ra, mày ra làm gì? Hai chị em vào mở cửa quên nhanh 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 thôi đi mẹ điện này đây bên Linh vào mở cửa ra vào mở cửa ra xem dài nó sưng không. Okay.